Xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào toàn thể anh em. Hôm nay thì xưởng mình lại tiếp tục review một mẫu xe lên cho anh em đến từ Gia Lai và hiện nay đang cư trú ở thành phố Đà Nẵng. Thì hôm nay xưởng mình cũng lên xong cái mẫu này cho anh em. Mẫu này là mẫu Enduro nhưng mà bô thì lại là bô mình lắp bô nằm này. Thì hôm nay xưởng mình cũng đã lên hoàn thiện cái mẫu xe này cho khách và cũng nhân tiện lên cái mẫu xe này xong thì mình cũng quay cái video clip để úp lên cho anh em cùng tham khảo cái mẫu xe này bên mình làm. Thì đây là cái đơn đặt hàng của anh em cũng khá lâu rồi. Một người em thích cái dáng cào cào bay nhảy và cái dáng này đi cho nó khỏe khoắn. Thì nhân tiện đây mình cũng mang cái xe này ra một cái bãi đất giống ở ngoài thành phố. Đây cái bãi đất này này. Thì mình mang ra đây để mình chạy test thử xe và mình cũng thử bay nhảy vài vòng xem nó thế nào. Đấy. Thì mình cũng quay qua cái mẫu xe này. Xe thì được bên xưởng mình làm trọn gói. Cái giá cả thì anh em có nhu cầu thì xin tham khảo cái Facebook Anh Cúc Kinh hoặc số điện thoại là 0353 252 351 của xưởng làm xe Anh Cúc Kinh nhá. Cái Facebook của mình là Anh Cúc Kinh luôn. Đấy. Thì mình cũng giới thiệu qua cái mẫu xe này cho anh em nhà mình xem. Chiếc này thì được lên một đôi thụt của SUV GN và đi bộ phanh đĩa trước của GN. Đấy. Được lên lốp gai 300 trừ 18 để cho nó nhẹ xe. Nó nhẹ thì anh em chạy nó mới được bốc. Còn chính xác ra nếu mà làm hết tay thì chiếc này phải lên vành 21 thì nó sẽ nhẹ nữa và sẽ chạy ok nữa cho anh em. Đấy. Thì cổ phốt thì mình đã lên cái cổ phốt bi vòng để khi mà mình chạy nó sẽ đỡ bị dơ mới lắc, mới hay nữa mình bay nhảy nó không bị dơ lắc. Đấy. Đây gặp một đoàn xe đám cưới đi qua đây này. Rất nhiều xe con. Thì chiếc này thì được sơn theo cái dáng màu đen khỏe khoắn. Yên thì được may cái da trơn, đèn hậu này. Máy thì mình chỉ để mộc thôi, máy con này mình chỉ để mộc để cho nó không bị nóng máy này. Thứ hai nữa là cái xe này thì chủ yếu mình đi bay nhảy nên là mình sẽ cần nó phải có cái sự khỏe khoắn và chắc chắn là nó sẽ không 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 bị nóng máy hay là bị bong chóc gì sơn, vì là khi mình chạy tốc độ nó rất là nóng máy. Thì cái xe bên nhà mình làm thì tất cả các mẫu xe bên nhà mình làm đều lên một cái chế Mikuni đời mới này anh em nhé. Cái chế này thì thứ nhất là nó có cái ống xăng dư này, thứ hai là nó sẽ không chảy xăng nên anh em nhìn xem nó rất là khô thoáng. Còn khi anh em mua về thì bắt buộc phải căn chỉnh lại. Như đây mình chạy một cái bầu lọc độ này thôi nhưng mà mình đã căn chỉnh lại thì chạy nó rất là ngon luôn anh em nhé. Đấy. Còn những cái phần vành bánh khung sườn này là nhà mình đều là sơn tĩnh điện hết. Tất cả khung sườn vành bánh đều sơn tĩnh điện hết. Đấy. Xi nhan thì xi nhan lưới sắt này. Bô thì được lắp một cái lon bô xì bo, giả xì bo này, nhông xích mới toàn bộ này. Đấy. Xi nhan lưới sắt, đèn JBL này. Xe thì được lắp thêm một cái đồng hồ tua máy này. Xi nhan này. Vẫn phải làm xi nhan các thứ đầy đủ nhá anh em nhá. Xi nhan phải, xi nhan trái này, còi đèn bình thường. Còi thiếc bình thường.
Đấy. Máy móc thì đã được lên điện IC rồi. Và khi lên điện IC thì mình chỉ cần đạp một phát là xe sẽ nổ luôn. Không phải đạp phát thứ hai đâu anh em nhé. Máy móc thì sở mình đã làm lại từ A đến Z. Êm đét. Trước này thì được làm full lại máy móc. Côn thì được lên côn 81. Sâu côn là sâu côn bi lật, côn 81 để cho anh em chạy nó có độ khỏe. Máy móc êm ru anh em nhá, không có một tiếng kêu. Đấy. Đồng hồ tua máy này. Đèn pha các thứ đầy đủ hết này. Đấy. Anh em nghe tiếng mô có nổ giòn không? Em nghe tiếng bô được không? Máy móc êm đét, chạy rất là bốc anh em nhé. Thì cái thời gian mình cũng không có nhiều, mình cũng phải quay về xưởng, mình tiếp tục lên xe cho anh em. Thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn toàn thể anh em đã theo dõi cái video của xưởng mình. Và mình cũng sẽ càng ngày càng ra mắt nhiều video và nhiều mẫu xe lên cho anh em, để anh em có nhu cầu tham khảo thêm cái mẫu xe bên nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng. Hẹn gặp lại anh em sớm nhất. Xin chào tạm biệt.